Thưa quý vị, thưa các bạn, Diễn đàn Thương mại Việt Nam Hoa Kỳ do Bộ Công Thương tổ chức đã thu hút hơn 300 đại biểu là đại diện của nhiều bộ ngành, sở công thương các tỉnh, hiệp hội doanh nghiệp cũng như là các chuyên gia từ Việt Nam và Hoa Kỳ. Diễn đàn được tổ chức nhằm mục đích cung cấp thông tin, cập nhật tình hình, định hướng chính sách, đưa ra những phân tích, nhận định giải pháp để giúp định hướng cho doanh nghiệp xây dựng chiến lược tiếp cận thị trường Hoa Kỳ một cách chuyên nghiệp và bài bản. Tại diễn đàn, lãnh đạo Bộ Công Thương Việt Nam cho biết, kể từ khi Hiệp định Thương mại Song phương Việt Nam-Hoa Kỳ PTA có hiệu lực từ năm 2001 đến nay, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Hoa Kỳ liên tục tăng trưởng ổn định và ở mức cao. Kim ngạch trao đổi hàng hóa hai chiều giữa hai nước đã tăng 47 lần, từ 220 triệu đô la Mỹ năm 1994 lên 1,4 tỷ đô la Mỹ năm 2001 và đạt 50,81 tỷ đô la Mỹ vào năm 2017. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 16 của Hoa Kỳ và từ hơn 10 năm qua, Hoa Kỳ đã trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Cái việc xuất khẩu của chúng ta sang thị trường Hoa Kỳ đóng một cái vai trò hết sức quan trọng trong cái tổng cái kim ngạch xuất khẩu của chúng ta sang các cái thị trường. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ cũng mới đạt được một cái phần rất nhỏ trong cái tổng cái kim ngạch mà nhập khẩu các cái mặt hàng hóa của Hoa Kỳ. Và điều đó nói lên là Việt Nam chúng ta hãy còn rất nhiều các cái cơ hội, và nhất là các cái cơ hội cho các cái doanh nghiệp Việt Nam để có thể xuất khẩu những cái mặt hàng có thế mạnh vào cái thị trường hết sức to lớn nhưng mà cũng có cái yêu cầu hết sức là khó tính này. Một đặc điểm rất quan trọng trong quan hệ thương mại song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đó là tính chất bổ trợ cho nhau của hai nền kinh tế. Trong khi Việt Nam là nền kinh tế đang phát triển, có nhu cầu nhập khẩu lớn đối với nhiều loại máy móc, thiết bị công nghệ cao, thiết bị hàng không, viễn thông, các sản phẩm nông nghiệp đầu vào cho hoạt động sản xuất, thì Hoa Kỳ lại có xu hướng nhập khẩu những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng hoặc các sản phẩm dệt may, da giày, máy móc, thiết bị điện tử. Đây đều là những sản phẩm mà Việt Nam có lợi thế cạnh tranh nhờ vào điều kiện tự nhiên thuận lợi và lợi thế về nhân công. Riêng thị trường Mỹ thì chúng tôi tham gia được các cái chương trình của cục xúc tiến, đi các cái hội chợ Las Vegas, rồi HyPon, rồi ở Atlanta. Thì chúng tôi xuất vào thị trường Mỹ đã hơn 20 năm rồi. Thị trường Mỹ là một thị trường rất là lớn và họ rất là thích những sản phẩm là bằng thủ công mỹ nghệ. Và thị trường Mỹ là một cái thị trường họ đưa ra một cái hệ thống system tốt, thì nhưng mà là sau đó thì là có những cái cơ hội rất là tốt khi mà xuất đi các nước khác. Và để mà vào được cái thị trường Mỹ thì chúng tôi đã đưa rất là nhiều cái sản phẩm để cho các cái đối tác họ nghiên cứu thị trường. Và trong các cái sản phẩm đó thì đầu tiên họ đã chọn cái sản phẩm là Pedia Plus của Nutifood. Sắp tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục là đưa các cái sản phẩm khác nữa. Tại diễn đàn lần này, đại diện các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ, các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ hiện đang kinh doanh tại Việt Nam, cùng đại diện nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã trao đổi về xu hướng chính sách mới của Hoa Kỳ và tác động đối với hoạt động xuất nhập khẩu song phương. Ngoài ra, cộng đồng doanh nghiệp hai nước cũng đã đề xuất với cơ quan quản lý nhà nước các giải pháp tăng cường hoạt động xuất nhập khẩu, thúc đẩy hợp tác thương mại giữa đầu tư Việt Nam và Hoa Kỳ trong tương lai. Thông qua việc chia sẻ, trao đổi và thảo luận từ các chuyên gia hàng đầu thuộc nhiều lĩnh vực, diễn đàn đã góp phần tạo động lực cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong việc xây dựng chiến lược tiếp cận, mở rộng thị trường xuất nhập khẩu, thúc đẩy trao đổi thương mại đầu tư hai chiều giữa Việt Nam và Hoa Kỳ theo hướng bền vững. Hội nghị hôm nay thì tôi cũng muốn tham gia để tôi hiểu hơn thị trường ở Hoa Kỳ, để chúng tôi có được bổ sung được kiến thức cũng như là niềm tin để chúng tôi tự tin chúng tôi đưa sản phẩm Labian Arabica của Lạc Dương, của công ty nông sản Labian Việt Nam ra tầm quốc tế. Diễn đàn Thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ sẽ trở thành một sự kiện thường niên, là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, tiếp xúc để tìm kiếm các cơ hội hợp tác kinh doanh thông qua các hoạt động giới thiệu, quảng bá, kết nối giao thương, đặc biệt là các cơ hội tiếp cận thị trường Hoa Kỳ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam.